Thu Trang viết lời ngôn tình chúc mừng sinh nhật ông xã Tiến Luật. Nữ nghệ sĩ hài đang tất bật với dự án phim mới ở Đà Lạt, nhưng vẫn không quên dành lời đặc biệt cho bạn cùng giường. Khi bà xã nhắn nhủ những lời ngọt ngào thì Tiến Luật vẫn không quên nhắc về món quà mà mình mong muốn trong sinh nhật. Thu Trang gửi lời ngôn tình nhưng đầy hài hước đến Tiến Luật nhân dịp đón tuổi mới. Cách đây ít phút, trên trang Instagram chị 13 vừa đăng tải dòng trạng thái khá hài để chúc mừng ông xã nhân dịp sinh nhật. Cụ thể hôm nay ngày 10 tháng 10, Tiến Luật sẽ bước sang tuổi 37. Thu Trang nhắn nhủ: Happy birthday chồng, em đi quay xa nhà, anh sắp xếp công việc theo em, lo lắng chỗ ở, chỗ ăn cho em cảm động muốn rơi nước mắt vì một tuần trôi qua mà anh vẫn muốn bên cạnh em chưa chịu về nhà. Và đêm qua khi em quay phim đến gần sáng, em phát hiện ra là hôm nay sinh nhật của anh. Trong đêm khuya làm việc luôn làm người ta minh mẫn, nên em phát hiện thêm một chuyện nữa là anh ở bên em cả tuần qua chủ yếu là chờ ngày này thôi. Hèn gì cả tuần nay anh cứ lãng vãng trước mặt em nói những điều vu vơ như đồng hồ này đẹp không, em thích cái nào hơn. Nhưng bây giờ thì em đã biết anh thích đồng hồ gì rồi và biết luôn ý đồ của anh. Vì sự nhiệt tình của anh với em trong tuần qua nên em sẽ có món quà dành cho anh. Nhưng dù sao đi nữa em vẫn cảm ơn anh đã đến bên em và luôn nắm chặt tay em. Được biết trong chuyến du lịch gần đây nhất thì nam diễn viên hài đã được tổ chức sinh nhật sớm. Dù Thu Trang nói những lời khá ngọt ngào nhưng Tiến Luật vẫn rất tỉnh táo để nhắc đến việc mình chưa kịp thấy món quà. Trước đó anh từng dằn mặt vợ: sắp tới ngày 10 tháng 10 tôi nhắc cũng 60 lần rồi mà lần nào cũng ngó lơ lơ. Năm nay không có quà, tôi dọn đồ ra phòng khách ngủ một tháng coi ai khó chịu cho biết. Tiến Luật chi vài chục triệu mua điện thoại mới tặng vợ. Vào tháng 9 vừa qua, khi hàng loạt nghệ sĩ đứng ngồi không yên vì chiếc điện thoại thông minh mới nhất iPhone 11 được cho ra mắt, thì anh Đường Băng đã quyết định bỏ ra vài chục triệu đồng để mua tặng bà xã trong ngày sinh nhật cô. Thu Trang đang nghỉ ngơi tại phòng riêng thì được chồng làm điều bất ngờ đến mức cô không thể tin được và liên tục chất vấn vì nghĩ Tiến Luật đang đùa mình. Cặp vợ chồng nghệ sĩ hài này kết hôn từ năm 2011, đến nay họ đã có khoảng 8 năm về chung một mái nhà. Điều khiến khán giả ngưỡng mộ chính là sự yêu thương, ân cần, quan tâm của cả hai dành cho nhau. Sự mặn nồng vẫn được duy trì từ trước đến nay. Chẳng những thế, càng về sau này, Tiến Luật càng chủ động hơn trong việc thể hiện tình cảm cho người phụ nữ của mình trước đám đông.